kinh tế mà hoàn toàn thoải mái thì không việc gì không hưởng hết nấc, vì mua xe hơi rất dễ rơi vào cái trạng thái theo kiểu tiếc nuối là biết thế lúc đấy cố thêm một chút xíu. Và đặt ở tình huống coi như bạn có dư tài chính để mua chiếc CRV LAWD đi thì chắc chắn là có lẽ phải tới 90% tôi sẽ khuyên bạn mua chiếc xe này. Vì nếu so với chiếc CX-8 AWD ấy, thì có lẽ nó sẽ chỉ thua kém ở việc hàng ba ngồi không thoải mái bằng thôi. Còn lại rất nhiều hạng mục khác chiếc CRV thể hiện tốt hơn. Nó có cỗ máy, trước hết là nó có cái giao diện mới nhìn vui vẻ, thú vị hơn. Sau đó là nó có cỗ máy 1.5 đáp ứng tốt hơn. Về phần treo cũng như là cảm giác lái của mẫu này thì nó đều sắc nét và nhiều sự vui vẻ hơn so với chiếc CX-8. Thế nên là về cơ bản, nếu bạn xác định là mua xe chủ yếu là đi 5 người và ưu tiên cái cảm xúc của người lái nữa thì 100% nên lựa chọn chiếc CR-V. Mazda CX-8, đặc biệt là phiên bản 2.5 AWD thì không phải là một chiếc xe dở, nhưng nếu bạn có kinh tế thoải mái thì tại sao lại không chọn chiếc xe vui vẻ hơn.